Phan này nặng mày, nặng mày, nặng mày.
Nặng lắm, nặng lắm rồi, nặng lắm. Thơm ơi, thơm ngất rồi mà mẹ. Hồi hồi đi, hồi đi, hồi hồi đi. Thơm lắm mẹ. Ông ăn 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 dù ấy, ông dù ấy. Ông dù tốt vậy. Ngon lắm đấy mẹ. Lòng lục không nôn mà. Mày quay đi. Đầu lục không thuốc lá nhỉ, đầu lục nữa nhỉ. Ngon lắm mẹ. Con nay năm nay làm ăn phát tài em. Giả lễ cho mẹ cái gì cũng có. Khéo là cháy cháy cả rau nữa chứ. Cháy cả rau nữa mẹ. Ngon không mẹ ơi, mẹ ngon lắm ấy. À, ngon lắm ấy mẹ. À, ngon lắm ấy mẹ. Cái này ông. Úi giời. Ngon lắm mẹ. Ngon thơm nhỉ. Nhăn nhăn một bạc đấy. Thôi nhá. Nhà của mẹ đâu nhỉ? Nhà thế à, ao ở đâu? Bật bật ao ăn ăn cái bật bật thầy giàu ông ma thầy khờ khờ nghe. Ao ăn ăn xong này thầy, ao ăn xong này thầy. Giả lễ cho mẹ con gì nhỉ? Giả lễ cho con lợn à. Dắt lên đi. Dắt lên đi bác ơi. Thật thôi mẹ ơi, các con không giả dối đâu. Kêu mà mẹ, từ từ. Cái chuông là xa lắm đang bắt. Có rồi. Phải mà. Năm giả đấy. Ừ. 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 Ừ
trở xuống. Thờ Hà Nội làm đấy mẹ à. Ờ, thờ Hà Nội làm đấy. Nhà rộng kinh thang, nhà cao hãng ba tầng nhỉ. Hai ba tầng nhỉ. Đổi ba tầng nhỉ. Nhà có tiền nè. Thế này nhỉ. Đấy. Có nhiều các đủ các thứ rồi mẹ ơi. Biệt thự đây. Ừ, đang học canh cửa canh nhà đây, gái 18 đây. 18 á? Ờ. Từ 18 tuổi á. Ờ, 18 tuổi canh nhà giữ nhà tốt lắm rồi, xinh gái thế. Mồm đỏ tốt kìa. Ừ, đấy. 18 tuổi rồi nhỉ? 18 tuổi đấy. 18 tuổi rồi. Chưa. Bây giờ thời đại này nó không làm không cái mũ nó không to mấy đâu bà. Nó thắt vào chứ nó thắt vào rồi mà. Thắt vào á? Ờ nó thắt vào mà. Con gái nó mới đẹp. Rồi. Ừ. To lắm xấu lắm mẹ. Ờ. Nhà cho mẹ thắt lắm đấy. Ờ giữ cờ giữ nhà thắt lắm ấy. Ôi cậy thế. Cô bà của mẹ không? Sao vậy mình cái chủ nhỉ? Cô bà mắt đẹp lắm nhỉ. Đàn sắm cái đẹp cho mẹ thôi. Đấy cái con lợn này. Con ngựa đó, cái con này con lợn nhỉ. Con lợn béo lắm ấy. Con gà gì nhỉ? Gà đấy. Này là con ngựa nhỉ. Con ngựa phi cho mẹ phi lên đổi đấy. Được cho con cái thế này nhỉ. Thồ đấy, thồ khỏe lắm ấy. Mẹ xem thôi, không phải con thế người được vẫn phải nhượng được chứ. Thế được chứ, được đấy bà. Mẹ à, ôi giời, mẹ à, giỏi lắm đấy, giỏi lắm đấy. Từ nay trở đi á, mẹ không phải đi bộ nữa, toàn đi ngựa ấy à. Nhà dòng ba gian nhà, ngang hai ba tầng có hết đầy đủ hết nhỉ. Đầy đủ hết mà. Sắm cho mẹ cái gì cũng đầy đủ hết rồi. Bóng đu để con dưa đu con mọ nữa nhỉ. Con ấy mái gà thì to tướng. Rồi. Hết rồi bà. Là cái gì? Đồng hồ. Cái đồng hồ. Kia là cái đồng hồ đấy. Mẹ ăn được ba con hết giờ này chứ con ngựa nữa nhỉ. Trời ơi, đồng hồ này cũng ngựa nữa nhỉ. Ờ, đợt đại này nó phải thế chứ. Rồi cái này là cái gì cái chén đấy. Chén đi. Bát đĩa. Không phải bát chén đâu nhỉ, bát đĩa đấy. Cái này cái gì? Siêu đấy mẹ. Siêu tóc nè. Siêu tóc đấy. Siêu tóc bằng điện đấy, không phải bằng nồi rồi. Siêu tóc bây giờ bằng điện đấy. Bằng điện thôi. Cái nồi à? Cái nồi đấy. Nồi rồi nhỉ? Chưa méo đâu mẹ ơi, để nó như thế rồi. Nồi đâu chả thấy hung nhỉ? Có mà. Con rơi cho đấy ơi. Chén đấy. Không chả có cái bụng kia. Có. Cái nắp rơi. Nắp rơi xuống rồi. Xuống đâu? Cái nắp con đổ ra để pha chè rồi. Biếp gà, biếp gà đấy mẹ. Biếp gà đấy. Ôi bây giờ các con sắm cho mẹ hết đầy đủ. Bây giờ mẹ không phải hái củi nữa. Bàn ghế uống nước ấy. Xà lông đấy mẹ à. Xà lông á.
tôi xà lông này thì ra thế này xà lông. Xà lông nữa. Cái này cái gì? Cái phích đấy, cái phích à. Phích à? Ôi dồi, mẹ mỏi lưng lắm nhỉ, mẹ mỏi lưng ăn cám nhỉ. Ôi dồi, mỏi lưng nhỉ. Ôi dồi, cái con ngựa này để đây ăn nhỉ. Đầy đủ hết cho mẹ. Mẹ ơi. Để trong, trong bảng hôi nhỉ. Cái giường nằm phản chiếu hoa nhỉ, phản chiếu hoa đấy, đầy đủ hết nhỉ, đầy đủ hết đấy, phản chiếu hoa à, cái này cái không nào biết không nổi nhỉ, không nổi lúc này rơi ra đấy, không có ai trộm của mẹ đâu nhỉ, không ai trộm đâu, mấy giặt, mấy giặt đấy, mấy giặt quần áo đấy, bây giờ chẳng biết cho mẹ rồi, mẹ không phải lo giặt quần áo nữa. Giặt được mẹ không? Không, phải giặt quần áo thôi, không giặt được mẹ đâu. Mẹ phải lau người. Tủ được quần áo ấy. Tủ đấy, tủ được quần áo ấy. Cái này cái tủ ạ. Cái này là cái gì? Cái gà đấy. Cái kia là tủ lạnh. Tủ lạnh ấy. Đầy đủ lắm. Cái này cũng tủ lạnh. Điều hòa. Điều hòa. Điều hòa. Điều hòa. Điều hòa mát đấy, điều hòa mát rồi, bây giờ có điều hòa mát nữa, điều hòa mát rồi, đầy đủ lắm nhỉ, cái này nóng về, không có ai biết cái gì, cái hồn đấy, không phải có hồn đâu, cái gì cả cái cái gì tha hồ ăn, chiều, có tha hồ ăn nữa.
đi. Giả dạ cho mẹ mà con cũng có giả dạ không? Dạ. Đây, giả dạ thật to vào nhỉ. Bà lưng, mẹ lưng còn người đi hơi tai hơi nặng. Đấy, giả dạ to vào. Rất nhỉ. Mẹ để nuôi lắm nhỉ. Mẹ để nuôi. Nhiều lắm nhỉ. Nhiều lắm mẹ. Ồ, ồ. Ấy, bán được bán mùng cho con nhá, từ đây cho con làm gì cũng được, lúc nào cũng may nhỉ. Vừa đồng làm ra của con nhà làm lên nhá. Nhiều lắm lắm mẹ, cho các bà làm xóm mấy nhá. Cho bà làm xóm mấy đấy. Của mẹ đã. Đấy, nhưng mà sắp tuổi đầu. Ồ. Mẹ rồi mang lại đầu kinh sát 10 ngày hôm nay giả lễ cho mẹ. Nếu 38 tuổi giả lễ cho mẹ là được lắm rồi. Con từ đây trở đi. Nuôi lợn được đầy chuồng, nuôi gà để xuân đầy vãi nhỉ. Còn được tài nhá. Cô đào bán ăn 100 bán triệu nhỉ. Dạ. 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 Thế là cái ốp thì tan cái hàng con khỏi nhá. Dạ. Nhiều ổ lắm nhỉ? Nhiều lắm mà bà ơi, mẹ ơi, nhiều ổ lắm đây. Dạ. Con rau nữa nhỉ? Con rau nữa, xong là cho bà hàng xóm xin mấy nhé. Xin tí lọc nhé. Xin tí lọc xong bà làng xóm mà về bán hàng, còn bán hàng à. Ờ, đất hàng bà, đất hàng biết nè. Ờ, với bà hàng xóm xin một ổ nhé. Rồi, đấy, xin, xin đây. Ờ, đấy. Ừ, con gái nè. Làm gì cũng được, cái gì cũng may mới được chứ nhỉ. Đấy. Ôi dồi, các con, các bạn có gì xin xin chỗ chỗ đó. Xin chứ, xin lọc của mẹ. Con nhiều lắm rồi. Để cho một mấy con về làm à, làm giống nhỉ, làm giống làm má nhỉ. Ôi dồi, ôi làm giống, ôi dồi. Ăn xong rồi, sao đấy, ôi dồi. Lọc của mẹ mà. Thế. Thế. Cho các bà hàng xóm lấy về làm giống làm má nhỉ? Ừ, làm giống làm má, đấy. Mỗi người một con, hai con. Đấy. Cho ai nữa? Đấy. Ừ, bây giờ không cho ai nữa. Trưng rượu, mẹ ông ấy là trưng rượu kìa. Trưng rượu kìa. Trưng rượu đầy lắm nhỉ? Đây cái chén này. Đây cái vàng đấy nhỉ? Rồi ôi, lại có thêm vàng. Nước cái hoa vàng á? Ờ. Thật không? Vâng ạ. Mẹ xem có phải không nhỉ? Phải đấy. Dối mẹ đâu. Ừ, các con làm ăn thật thà lắm ấy. Đẹp lắm nhỉ? Mẹ đùa nó xinh thế. Mẹ chú ốm nó xinh rồi à? Thật đấy nhỉ? Không phải giả dối đâu nhỉ? Không phải giả dối đâu. Ôi dồi ôi, ngon lắm nhỉ? Ừ. Đấy. Vàng nhỉ? Rượu nếp mà. Rượu nếp mà. Nếp cái nữa nhỉ? Cái sao vàng nữa. Không phải nếp gái đâu, nếp cái. Cái. Nếp gái không vàng. Bán lọc bán mồm cho con nhá. Vụ cho con nhá. Nếp gái không vàng. Làm gì cũng được, cũng lên nhỉ. Đồng làm ra của nhà con làm như này. Cái này của con thì xa về gần nhá. Không sợ ma sợ quỷ nhá. Năm nay làm gì cũng được, có gì cũng may giả lễ cho mẹ đầu năm xuân mới nhỉ. Rồi lễ đầy đủ lắm nhỉ. Đầy đủ lắm mẹ à. Chứ không nữa à? Chứ không có nhiều thế. Con không biết thế. Con không biết thế. Con không biết thế. Con nhiều tiền ạ. Uống nhiều mới khỏe nhiều mới làm được nhiều nhỉ. Thế vậy mẹ chia lộc chia bổng cho các con mới nhỉ. Các bạn xóm lớp 10 mấy bạn xóm lớp 10 năm 10 năm sau đây này nhỉ, chờ đợi đây này đây xóm lớp 10 cho con nhỉ. Bạn xóm thèm lắm chưa? Ừ. Bạn nào thèm thì uống cho thật nhiều vào. Các bạn xinh gái lắm nhỉ? Ừ. Cho mấy bà xóm xin. Cảm ơn bà. Cảm ơn mẹ xinh. Cảm ơn mẹ xinh á nhỉ. Rồi. Tuổi nhá. Sống bằng cây đa già bằng cây thông nhỉ. Sống con cha là già hơn người nữa nhỉ. Miệt chén là ngồi. Miệt chén là ngồi á. Bà ngoại. Bà ngoại á. Ngoại cũng ngại nữa. Về lại ngại lắm á. Các bà có mình ngại lắm nhỉ.
Để cho nó cuối năm để cho nó lấy vợ. Có thợ Hà Nội nhưng nó về rồi. Hai thằng thợ đây. Cho hai thằng cháu này đây này, cho hai thằng cháu này được. Dạ trên đây đủ rồi. Ừ. Về hết rồi. Ừ. 2 tỷ đấy bà là mẹ à. Ờ cái nhà này bây giờ 2 tỷ đấy. Dạ tiền đầy đủ hết rồi. Ăn nên làm ra mà. Ừ. Ăn nên làm ra mà, giả tiền đầy đủ hết rồi, không thiếu người ta một xu đâu. Lấy về cho ông uống rừng luôn. Dạ. Hào đi mẹ đi hộ đi. Hào đi. Mẹ tế Hào này Hào kìa. Mẹ Hào đi. Mẹ đẹp. Để bà làm xóm cũng hồ hào nhá. Mẹ thu con kiên con mỏ về bán chim bán quả thôi nhỉ. Từ đây không bán đậu con mẹ nữa nhá. Mẹ thu con kiên con mỏ về nhá nhỉ. Bá xoài quay.